Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bạo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU chính thức chiêu mộ xong người thay Ronaldo. Nội bộ MU có biến, gian sao chán ngấy Ronaldo. Rabiot đưa yêu cầu khoản thưởng lớn từ MU và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chính thức chiêu mộ xong người thay Ronaldo. Việc ai sẽ là người thay thế Ronaldo tại Old Trafford vẫn đang là câu hỏi chưa có đáp án của MU trong suốt kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Họ mới đây đã thất bại liên tiếp trong những thương vụ lần lượt của Benjamin Setko, Sasa Kalajic. Trước đó, cái tên được kỳ vọng nhất là Anthony cũng không còn là mục tiêu của MU sau khi mà Ajax hết cái giá 70 triệu bảng dành cho anh chàng này. Và rồi điều gì đến cũng lại đến, MU đương nhiên sẽ không chịu tiếp tục dừng lại. Theo tờ Kai Sports, họ đang có một lời đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh Cody Gapo hiện thuộc biên chế của PSV. Khoảng một tuần trước đây, cũng đã có những tin đồn cho rằng MU nhắm sự chú ý của mình tới tài năng trẻ người Hà Lan này. Gapo từng nổi lên như một mục tiêu của rất nhiều những ông lớn hàng đầu châu Âu. Có thể kể đến những cái tên như Man City, Liverpool hay mới đây nhất là MU đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ này nên nhớ những cầu thủ người Hà Lan luôn đặc biệt lọt vào mắt xanh của Erik Ten Hag và chắc chắn ông sẽ không để lỡ trường hợp của Gapo lần này. Ngoài ra một lợi thế khác cho MU trong thương vụ này chính là nhờ một người cũ của họ. Huyền thoại quỷ đỏ Ruth Van Nistelrooy hiện đang là huấn luyện viên trưởng của PSV và anh rất có thể sẽ là cầu nối giúp MU hoàn tất thương vụ này. Chưa kể theo một số nguồn tin thì những điều khoản cá nhân của MU với Gapo đã được thông qua bởi mẹ của anh cũng là người đại diện của cầu thủ này. Về phía PSV, họ cũng công khai bày tỏ quan điểm rằng muốn giữ lại cầu thủ này chủ chốt trong đội hình của mình. Tuy nhiên, nếu như một câu lạc bộ nào đó gửi lời đề nghị với một nguồn tài chính lớn thì họ sẽ không từ chối điều đó. Do vậy nếu MU không nhanh chân chen vào thương vụ này, rất có thể họ sẽ tiếp tục thất bại. PSV đã ra giá 40 triệu bảng cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu cầu thủ 23 tuổi này. Đây chưa phải là cái giá khiến MU phải quay đầu và khả năng cao Quỷ Đỏ sẽ không để lỡ cái tên thứ năm trong danh sách thay thế Ronaldo. Radrien Rabiot yêu cầu khoản thưởng lớn từ MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, giữa MU và Juve đã đạt thỏa thuận với thương vụ Rabiot với khoản phí ở trong tầm 15 triệu bảng. Hiện Quỷ Đỏ đang đàm phán các điều khoản cá nhân với người đại diện, mẹ của Rabiot sau cuộc gọi trực tiếp của Ten Hag với tiền vệ này. Rabiot được cho sẵn sàng gia nhập sân Old Trafford dù không có vé dự C1. Tuy nhiên, anh muốn mức lương tại MU tương tự như đang hưởng ở Juve khoảng 8 triệu euro trên mùa, cùng với đó là khoản tiền thưởng khủng được đưa vào trong hợp đồng. Nội bộ MU có biến, dàn sao chán ngấy với Ronaldo. Nhiều thành viên quỷ đỏ ngày càng khó chịu trước những trò hề mà Ronaldo gây ra, ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội. Họ tin rằng Ronaldo ra đi là điều hợp lý nhất thay vì bối cảnh bế tắc hiện tại giữa ngôi sao người Bồ Đào Nha và MU. Không ít cầu thủ tức giận về lập trường và thái độ cứng rắn của đội bóng Thành Man xung quanh vấn đề của CR7. Một nguồn tin từ nội bộ MU cho hay, câu chuyện Ronaldo thực sự gây khó chịu cho nhiều cầu thủ. Anh ta có một vài đồng minh ở đây, nhưng phần đông số người còn lại chán ngấy với những trò hề mà Ronaldo gây ra. Từ tháng trước, Ronaldo công khai ý muốn rời Old Trafford, nhưng lãnh đạo MU kiên quyết từ chối bán. Người đại diện Roger Mendes cầu xin giám đốc điều hành Richard Arno đưa ra mức phí chuyển nhượng, bởi Ronaldo đang nhận được đề nghị từ đội bóng khác. Tuy nhiên, ông chủ Grazer cùng bộ sậu ban lãnh đạo khẳng định Ronaldo không phải để bán. Vấn đề bổ vây Ten Hag chỉ sau một trận đấu. MU bước vào mùa giải mới mà chấp luôn vị trí trung phong, Ronaldo đòi ra đi. Cavani thì đi hẳn, Gingut không biết bao giờ mới trở lại, Martial dính chấn thương còn Radford thì gần như vô vọng cứu chữa cái đầu. Trong trận đấu với Brighton, cầu thủ đá cao nhất đội hình MU lúc thì là Bruno Fernandes lúc lại là Christian Eriksen có niềm tin ghi bàn từ những tay ngang này không? Sẽ còn được cười hơn nữa nếu đem MU đặt cạnh Liverpool và Man City, những đội bóng siêu mạnh nhưng vẫn bổ sung hai siêu trung phong là Darwin Nunes và Erling Haaland. MU chẳng có gì mới và thậm chí còn đau đầu hơn với những người cũ. McTominay hay Fred thi đấu, như thể là bị mất cơ bản bóng đá. Trong khi hai hậu vệ cánh thì chỉ đứng cho đủ số người trên sân. Cái đơn giản nhất là 11 cầu thủ trở thành một tập thể gắn kết mà MU cũng không làm được vẫn phải nhìn sang chính đối thủ Brighton với con mắt ngưỡng mộ. Nói về hệ thống, tổ chức, tính kỷ luật, đội bóng với những con người lằng nhàng của người hâm mộ Graham Potter ăn đứt MU. Đi một vòng rồi trở về ban đầu. MU chưa hề tiến bộ. Thất bại trước Brighton ngay tại Old trong vòng mở màn mùa giải là giới hạn mới mà quỷ đỏ bắt người hâm mộ phải chịu đựng. Vẫn thắc mắc của cộng đồng fan MU suốt nhiều năm qua, những kẻ kia, những gã khoác lên mình tấm áo đỏ kia, họ làm gì trên sân tập? bỏ mồ hôi thao trường kiểu gì mà kết quả có thể tệ như vậy. Đâu là điều mà Eric Ten Hag cần nhất tại MU? Thi đấu trên sân nhà được đánh giá cao hơn, nhưng rốt cuộc MU lại khởi đầu mùa giải mới tại ngoại hạng Anh bằng một thất bại đầy bất ngờ. Nỗi buồn đó càng nhân lên gấp bội khi mà trận thua vừa qua diễn ra trong ngày mà huấn luyện viên trưởng Eric Ten Hag có màn ra mắt giải đấu cao nhất xứ sương mù. Quá nhiều vấn đề thấy rõ tại quỷ đỏ sau trận thua trước Brighton, từ hàng tiền vệ thi đấu tệ hại tới cho sự thiếu gắn kết nơi những cầu thủ tấn công. Ten Hag nhìn thấy những điều đó, chắc chắn là vậy nhưng không dễ để khỏa lấp, để thay đổi trong ngày 1, ngày 2. Trên hết ông đang rất cần một điều tại đội bóng, đó chính là thời gian cùng sự kiên nhẫn. Ba mùa giải đã qua kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, MU đã mất đi điều đó. Khi mà bóng đá đương đại đánh giá thành công của một câu lạc bộ bằng các danh hiệu hay chỉ ít là tấm vé tham dự cúp C1 châu Âu, thì quỷ đỏ Thánh Man cũng bị cuốn vào vòng xoáy nói trên. MU không vô địch, đội bóng bắt đầu manh nha đi xuống, chiến lược gia bị sa thải. Đương nhiên, Eric Ten Hag không muốn nối gót những Mourinho, Sonsa, Moy hay kể cả Van Gaal bởi ngày ông tới MU. Chiến lược gia Hà Lan hẳn đã có nhiều kế hoạch để gây dựng đội bóng và hy vọng đưa quỷ đỏ trở lại với đúng vị thế của mình. Quả thực thất bại là điều mà chẳng cổ động viên nào mong muốn, nhất là khi nó diễn ra trong ngày đầu gia quân. Nhưng thua một vòng đấu, thậm chí là hai hay ba vòng đầu tiên cũng đâu phải là thảm họa. Ngoại hạng Anh là một cuộc đua đường trường kéo dài, nơi mà các câu lạc bộ có thể thăng hoa đầu mùa giải nhưng sẽ lại hụt hơi ở giai đoạn về sau, chẳng ai biết trước điều gì. Vì thế, ngay cả khi MU có chơi tệ trong vài vòng tiếp theo, người hâm mộ cũng nên dành cho Eric Ten Hag sự cảm thông và cả sự kiên nhẫn. Nên nhớ, trước khi nhận trận thua trước Brighton, quỷ đỏ thực chất chỉ có tròn một tháng tập luyện với gần như đầy đủ đội hình trừ Ronaldo. Trong khoảng thời gian ấy, họ còn đi du đấu, Ten Hag cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ở đội chứ không phải dùng nguyên một bộ khung để đá từ màn so tài này qua cuộc chạm trán khác. Một tháng thì rõ ràng là quá ít ỏi để các ngôi sao quỷ đỏ thấm nhuần hết triết lý từ ông thầy, để lối chơi trở nên sắc nét và hiệu quả. Từng ấy thời gian cũng chưa đủ để Eric Ten Hag truyền tải đầy đủ những gì mà ông muốn ở đội bóng. Cho nên, thất bại vừa qua dù có mang tới nhiều buồn bã thì vẫn không phải là thảm họa dành cho Ten Hag cùng các học trò. Nên nhớ, Trước khi thành công như hiện tại, Jurgen Klopp cũng trải qua những năm đầu tiên đầy sóng gió với Liverpool. Đội bóng ấy cũng là tập thể với những cá nhân thiếu sáng tạo, thiếu đột biến và lối chơi chệch choạc như MU bây giờ. Và Klopp mất tới 4 năm để đưa con tàu ấy đi đúng hướng trước khi có những thành công bằng danh hiệu vô địch cúp C1 mùa giải 2018-2019. Vậy cho nên, quỷ đỏ cần dành niềm tin cho Eric Ten Hag để ông có thời gian xây dựng một triết lý bóng đá hiệu quả cũng như đưa về các cầu thủ cần có nhằm phục vụ cho điều đó. Thu ở trận mở màn, MU cũng từng nhiều lần như thế nên thất bại vừa qua trước Brighton chẳng phải là quá thứ gì quá ghê gớm, đáng sợ hơn là những áp lực mà đội bóng sẽ phải đối mặt bởi ai cũng biết làm huấn luyện viên trưởng Quỷ Đỏ giờ là công việc thách thức và khó khăn nhất thế giới khi mà không ít cổ động viên nào muốn chỉ đạo đội bóng. Xét cho cùng, Ten Hag cần thời gian để chứng minh khả năng để giúp toàn đội hiểu rõ ràng triết lý bóng đá của mình, để dần hoàn thiện MU nhằm phục vụ cho lối chơi mà ông đã dày công nghiên cứu cũng như xây dựng. Thời gian là thứ chiến lược gia Hà Lan cần nhất vào thời điểm hiện tại, chứ chưa chắc đã phải là tiền bạc hay danh vọng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!